Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 và vì mục tiêu bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân là trên hết và trước hết, ngày hôm nay Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định đồng ý áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 cho 22 tỉnh phía Nam. Như vậy là bắt đầu từ 0 giờ ngày 19 tháng 7 sẽ có thêm 16 tỉnh phía Nam chính thức áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ. Bên cạnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đang thực hiện giãn cách xã hội thì từ 0 giờ ngày 19 tháng 7 sẽ có thêm 16 địa phương khác ở khu vực phía Nam sẽ áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Đây là một quyết định khó khăn nhưng cần thiết và kịp thời ở giai đoạn này. Hơn thế nữa, việc thực hiện chỉ thị 16 không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là quyền lợi của mỗi người dân vì lợi ích của cộng đồng và vì sự nghiệp phát triển của đất nước. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã phải đi đến một quyết định rất khó khăn nhưng rất cần vào lúc này. Đấy là yêu cầu 19 tỉnh ở khu vực phía Nam áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội. Chúng ta áp dụng trong cả khu vực này, trước hết là để nhằm giảm cái tốc độ lây lan của dịch bệnh, không để dịch bệnh lan rộng ra tất cả khu vực và từ đó ra cả nước. Việc áp dụng một cái chỉ thị thì nó sẽ không có kết quả nếu chúng ta không làm thực chất. Và vì vậy, tất cả các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân phải cùng nhau chúng ta thực hiện thật nghiêm túc các cái quy định của chỉ thị 16. Mà trước hết, đấy là 5K. Và cụ thể hơn nữa là giảm tối đa tiếp xúc, chỉ đi ra ngoài khi thực sự cần thiết. Chúng ta không quên rằng nếu chúng ta không kiểm soát tốt dịch bệnh để dịch lây lan trên diện rộng thì hệ thống y tế sẽ quá tải, sẽ nhiều người bị nặng, nhiều người tử vong và có thể đe dọa đến sự ổn định và phát triển của đất nước. Chính phủ kính mong cái sự thấu hiểu, chia sẻ và tham gia của người dân. Ở cả nước chúng ta cùng hướng về tuyến đầu. Mọi người dân chúng ta hãy thể hiện cái lòng biết ơn đối với đội ngũ y bác sĩ và các lực lượng tuyến đầu chống dịch bằng cách thực hiện thật nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch. Khi áp dụng chỉ thị 16 chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho đời sống của người dân, đặc biệt là việc phải đảm bảo hàng hóa lương thực thực phẩm. Về vấn đề này, đại diện Bộ Công Thương khẳng định Bộ sẽ phối hợp với các địa phương để luôn đảm bảo đủ hàng hóa, thực phẩm, nhu yếu phẩm để phục vụ cho người dân. Các tỉnh thành mà áp dụng cái chỉ thị 16 trước hết là bình tĩnh và thứ hai là tin tưởng vào những cái chỉ đạo, hướng dẫn của chính phủ, các bộ ngành và các địa phương. Và chúng tôi cũng sẽ làm hết sức mình để khẳng định là đảm bảo các cái nhu cầu thiết yếu của người dân sẽ được đảm bảo. Bên cạnh sự quyết tâm của Bộ Công Thương, nhiều bộ ngành liên quan cũng đã khẳng định sẽ có kế hoạch và cơ chế ưu tiên tốt nhất cho các tỉnh phía Nam khi áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Bộ Giao thông Vận tải đã phân định lại luồng, đã có quy định để đảm bảo giao thông trong khu vực 19 tỉnh đảm bảo luôn luôn thông suốt. Và Bộ Giao thông cũng tổ chức giao thông giữa 19 tỉnh với các tỉnh khác đảm bảo thông suốt. Bộ đã chủ động bàn với các tỉnh, thành phố cũng như các đơn vị về chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc để đảm bảo làm sao khi thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ thì Bộ sẽ chịu trách nhiệm chính về con người, nhân lực, bao gồm cả việc xét nghiệm, truy vết, chăm sóc, điều trị bệnh. Bên cạnh việc áp dụng các giải pháp phù hợp cho phòng chống dịch, Thủ tướng Chính phủ còn giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, trực tiếp chỉ đạo thủ trưởng các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện thay mặt Thủ tướng giải quyết các vấn đề cấp bách phát sinh mới theo thẩm quyền. Các Phó Thủ tướng, thành viên Chính phủ, lãnh đạo các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo và phân công của Thủ tướng trong công tác phòng chống dịch. Suốt hơn một năm qua, toàn thể nhân dân, tất cả hệ thống của chúng ta đã đồng lòng, đồng sức chống dịch Covid và chúng ta đã đạt được những cái thành tựu trong những đợt dịch lần trước. Trong đợt dịch lần này thì chúng ta cũng đã dập được dịch ở Bắc Ninh, Bắc Giang. Nhưng tình hình hiện nay ở Thành phố Hồ Chí Minh và các cái tỉnh lân cận Thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến rất phức tạp. Số ca nhiễm tăng rất nhanh, số người tiếp xúc rất nhiều. Và tình hình mới đòi hỏi chúng ta phải có bước đi mới, giải pháp mới, cách làm mới cho phù hợp. Để nhằm thứ nhất là chúng ta phải ưu tiên trên hết là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhân dân. Thứ hai nữa là chúng ta phải đảm bảo để hệ thống y tế không bị quá tải. Bởi vì hệ thống y tế của chúng ta không chỉ riêng để chữa, để chống dịch Covid, mà còn phải chữa các bệnh khác cho nhân dân. Và thứ ba là chúng ta chưa có đủ vaccine để miễn dịch cộng đồng được. Thì chúng ta trong lúc này chúng ta phải cố gắng kiềm chế dịch ở mức thấp nhất có thể. Và vì thế, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã phải đi đến một quyết định rất khó khăn nhưng rất cần vào lúc này. Đấy là yêu cầu 19 tỉnh ở khu vực phía Nam áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội. Chúng ta áp dụng trong cả khu vực này trước hết là để nhằm giảm cái tốc độ lây lan của dịch bệnh, không để dịch bệnh lan rộng ra tất cả khu vực và từ đó ra cả nước. Và những nơi còn an toàn thì chúng ta phải quyết tâm rất cao để giữ an toàn. Những nơi đã bị nhiễm thì chúng ta phải đẩy lùi, khoanh lại và tiến tới dập dịch. Thứ hai là bằng cái việc áp dụng đồng bộ thế này thì chúng ta phải tạo được một cái cơ chế để sản xuất an toàn, đặc biệt là lưu thông phân phối an toàn. Chúng ta không mất cảnh giác, nhưng mà chúng ta không thể để ách tắc trong lưu thông hàng hóa để phục vụ người dân và sản xuất. Việc áp dụng một cái chỉ thị thì nó sẽ không có kết quả nếu chúng ta không làm thực chất. Và vì vậy, tất cả các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân phải cùng nhau chúng ta thực hiện thật nghiêm túc các cái quy định của chỉ thị 16. Ở trong đó chúng ta nên đặc biệt lưu ý mấy điều. Điểm thứ nhất ấy, là chúng ta phải rất rõ ràng từng cấp, từng ngành, từng bộ phận, từng người và đến từng ngày phải có kế hoạch, phải có những việc cần làm rất cụ thể. Phải rõ ràng chính quyền phải có trách nhiệm làm gì, người dân có nghĩa vụ thế nào. Chúng ta phải rõ ràng và minh bạch để người dân cùng tham gia và cùng giám sát. Tất cả phải hoàn toàn minh bạch. Điểm thứ hai là chúng ta phải thật sự chú ý chăm lo đến đời sống của nhân dân, nhất là người nghèo, những người bị ảnh hưởng, không có thu nhập, không có tích lũy. Và việc này chúng ta phải huy động toàn bộ hệ thống và phát động nhân dân cùng chăm lo, cùng giúp đỡ, chia sẻ với nhau. Điểm thứ ba là mặc dù là phải thực hiện giãn cách nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng để duy trì sản xuất an toàn. Và các ngành, các cấp phải cùng vào cuộc một cách đồng bộ và thông suốt trong cả nước. Không chỉ trong khu vực thực hiện giãn cách mà nhân dân cả nước, chúng ta phải cùng nhau thực hiện thật tốt các cái biện pháp phòng chống dịch. Mà trước hết, đây là 5K. Và cụ thể hơn nữa là giảm tối đa tiếp xúc, chỉ đi ra ngoài khi thực sự cần thiết. Chúng ta không quên rằng nếu chúng ta không kiểm soát tốt dịch bệnh để dịch lây lan trên diện rộng thì hệ thống y tế sẽ quá tải. Sẽ nhiều người bị nặng, nhiều người tử vong và có thể đe dọa đến sự ổn định và phát triển của đất nước. Về Chính phủ, kính mong cái sự thấu hiểu, chia sẻ và tham gia của người dân. Ở cả nước chúng ta cùng hướng về tuyến đầu. Mọi người dân chúng ta hãy thể hiện cái lòng biết ơn đối với đội ngũ y bác sĩ và các lực lượng tuyến đầu chống dịch bằng cách thực hiện thật nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch. Và chúng ta cùng tin rằng nếu tất cả nhân dân Việt Nam, tất cả mọi người Việt Nam chúng ta cùng đồng lòng, cùng quyết tâm thì nhất định chúng ta cũng sẽ đẩy lùi được dịch bệnh lần này để đất nước chúng ta sớm được quay lại cái cuộc sống bình thường mới. Từ hơn một năm nay thì toàn thể nhân dân và các lực lượng của Việt Nam chúng ta đã rất nỗ lực và chúng ta đã đạt được những cái kết quả trong các cái đợt đầu chống dịch Covid. Nhưng mà làn sóng dịch lần thứ tư vào Việt Nam này, cái trục mới lây lan rất nhanh, đã vào các khu công nghiệp, vào các khu dân cư đông đúc nhất. Chúng ta đã dập được dịch ở Bắc Ninh, Bắc Giang, nhưng hiện nay tình hình dịch ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đang hết sức phức tạp. Số người nhiễm bệnh và những người tiếp xúc rất cao, đe dọa đến sự chịu đựng của hệ thống y tế tại các nơi đó. Tình hình mới đòi hỏi chúng ta phải có những bước đi mới, những giải pháp mới, để trước hết là nhằm bảo vệ tuyệt đối. Đoạn này cắt nhé. Tình hình mới đòi hỏi chúng ta phải có bước đi mới, cách làm mới, giải pháp mới, để nhằm trước hết là bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhân dân. Đấy là ưu tiên hàng đầu. Thứ hai là chúng ta phải bảo vệ hệ thống y tế, không để bị quá tải. Vì không chỉ là chống dịch Covid mà còn phải là để khám chữa các loại bệnh khác cho nhân dân. Và thứ ba là chúng ta phải kiềm chế được dịch Covid ở cái mức độ tối thiểu nhất có thể trong cái thời gian mà chúng ta chờ có đủ vaccine để miễn dịch được cộng đồng. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định áp dụng chỉ thị 16 trên địa bàn 19 tỉnh. Đây là một quyết định rất khó khăn, nhưng cần thiết và cấp bách vào lúc này. Chúng ta làm như vậy để trước hết là phải giảm được tốc độ lây nhiễm ra trong cả vùng và cả nước. Và những nơi còn an toàn thì chúng ta phải giữ cho an toàn bằng được. Những nơi đã bị bệnh nhiễm nặng thì chúng ta phải làm sạch dần và kiểm soát thật tốt để giảm số ca tử vong, giảm số ca bị bệnh nặng. Và thứ hai là cái quyết định này để nhằm đảm bảo một cái cơ chế đồng bộ để tổ chức sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa an toàn ở trong khu vực thực hiện chỉ thị 16 và toàn quốc. Việc Thủ tướng cho áp dụng chỉ thị 16 trên địa bàn các tỉnh không tự quyết định này làm chấm dứt dịch bệnh được nếu chúng ta không thực hiện thật nghiêm. Việc này đòi hỏi toàn dân, doanh nghiệp, các cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể cùng phải thực hiện nghiêm túc. Trong đó phải đặc biệt lưu ý. Thứ nhất là phải có các giải pháp, các nhiệm vụ thật rõ ràng tới từng cấp, từng ngành, từng bộ phận và từng ngày. Phải rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của nhà nước, của doanh nghiệp, của người dân là gì. Tất cả phải rõ ràng để người dân biết, thực hiện và giám sát lại. Và mọi thứ đều phải minh bạch. Tôi nhắc lại là phải rõ ràng và minh bạch để nhân dân thực hiện và giám sát. Thứ hai là chúng ta nhất thiết phải bảo đảm thật tốt, mức độ tốt nhất có thể đời sống của nhân dân trong vùng thực hiện phải thực hiện giãn cách, đặc biệt là những người nghèo, những người không có việc làm, những người không có tích lũy. Và chúng ta phải huy động không chỉ là hệ thống của chúng ta mà toàn dân cùng tham gia với cái truyền thống lá lành đùm lá rách. Và thứ ba là chúng ta thực hiện giãn cách xã hội nhưng vẫn phải cố gắng để tổ chức sản xuất, lưu thông, phân phối và an toàn. Và các ngành, các cấp thì phải thực hiện đồng bộ, thông suốt, không được lơ là phòng chống dịch nhưng không được cực đoan, cục bộ để gây ách tắc. Không chỉ trong khu vực thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 mà cả nước, chúng ta phải thực hiện thật nghiêm các biện pháp phòng dịch. Chúng ta phải điều chỉnh thói quen sinh hoạt và làm việc. Vì hiện nay nguy cơ dịch bệnh là thường trực. Và chúng ta không quên rằng nếu chúng ta không kiểm soát được dịch bệnh, để dịch bệnh lan ra quá rộng thì hệ thống y tế sẽ quá tải. Tổn thất về người và của sẽ rất lớn và có thể đe dọa đến sự ổn định và phát triển của đất nước. Cả nước chúng ta lúc này hướng về tuyến đầu. Toàn thể nhân dân ghi ơn tất cả các y bác sĩ và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Chúng ta hãy thể hiện cái sự ghi ơn đó, trước hết bằng cách mỗi người thực hiện thật nghiêm các giải pháp chống dịch. Và hãy đừng ra khỏi nhà nếu không có việc thật sự cần thiết. Chính phủ kính mong sự thấu hiểu, đồng lòng, hợp lực của toàn thể nhân dân, sự vào cuộc mạnh mẽ của tất cả các cấp, các ngành, và chúng ta cùng quyết tâm để lùi băng được cái dịch bệnh lần này, để đất nước sớm trở lại cuộc sống bình thường mới.